nền đất địa linh nhân kiệt với hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, tọa lạc trên vùng đất cổ của hai nền văn hóa núi Đọ và Đông Sơn. Dưới góc độ kinh tế, Thanh Hóa là tỉnh thành đứng thứ 5 cả nước về diện tích tự nhiên, thứ 3 về dân số chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Thanh Hóa cũng thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước khi có mức độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ lên tới 15,16%. Nguồn vốn đầu tư liên tục tăng cao với tổng số vốn đầu tư đăng ký lên tới hơn 80 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông được đồng bộ với những trục đường huyết mạch đang được quy hoạch, đặc biệt là quốc lộ 47 nối thành phố Thanh Hóa, bãi biển Sầm Sơn với các tuyến đường quốc lộ 1, đại lộ Hùng Vương, đại lộ Lê Lợi. Với quỹ đất đang liên tục được săn đón bởi các ông lớn bất động sản, giá đất tại thành phố Thanh Hóa đang không ngừng tăng cao. Năm 2015, khu đô thị Vin từ 15 đến 18 triệu đồng, nay lên 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Khu đô thị ven thành phố, giá khởi điểm chỉ trên dưới 10 triệu đồng một mét vuông, nay đã lên tới trên 25 triệu đồng một mét vuông. Điển hình là sự biến động mạnh đối với phân khúc đất nền và các khu vực xung quanh trung tâm như Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quảng Cư, Quảng Phú, khi ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 40% mỗi năm. Khu đô thị Quảng Phú, Sunrise Residence đón sóng đầu tư, sống tinh hoa, kinh doanh thịnh vượng. Sở hữu vị trí vàng ngay phía đông thành phố Thanh Hóa, tọa lạc tại trung tâm phường Quảng Phú, nằm trên mặt đường quốc lộ 47 kết nối giữa hai thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn. Từ Sunrise Residence chỉ 5 phút di chuyển tới trung tâm thành phố, 15 phút tới bãi biển Sầm Sơn và 2 giờ đồng hồ tới thủ đô Hà Nội. Dự án sở hữu vị trí gần kề các trung tâm thương mại Vinhomes Star City, các khu công nghiệp lớn như nhà máy sữa Vinamilk, khu công nghiệp Lễ Môn, cảng Lễ Môn, thu hút lượng lớn các chuyên gia, công nhân trong nước về sinh sống, làm việc. Hơn nữa còn đặc biệt chiếm trọn vị trí kim cương khi vươn mình ngay bên cạnh dải sông Thống Nhất. Sunrise Residence, một trong những dự án hiếm hoi được đồng bộ cao cấp với đầy đủ tiện ích nội khu khép kín, từ nhà phố thương mại, khu chung cư cao cấp đến trường học, khu vui chơi, bệnh viện, nhà văn hóa, công viên, đảm bảo một cuộc sống chất lượng đến với mọi gia đình. Không những vậy, khu đô thị Quảng Phú, Thanh Hóa còn là dự án đảm bảo cả 3 tiêu chí: đầu tư sinh lời, kinh doanh thịnh vượng và an cư hạnh phúc. Sunrise Residence tự tin mang đến cho các nhà đầu tư tiềm năng sinh lời bền vững, tính thanh khoản nhanh khi giá đất nền không ngừng tăng cao, lên đến 90% chỉ sau 1 năm mở bán. Mở ra cơ hội kinh doanh không ngừng nhờ mặt tiền rộng lớn, dự án hứa hẹn đón được nguồn khách dồi dào từ các khu công nghiệp và điểm dân sinh xung quanh. Đặc biệt, Sunrise Residence là dự án hiếm hoi tại khu vực có pháp lý minh bạch, rõ ràng, sản phẩm có sổ đỏ vĩnh viễn, tạo niềm tin và sự an tâm cho mỗi khách hàng. Hội tụ những ưu thế vàng và tiềm năng tạo thị cao, Sunrise Residence xứng đáng trở thành khu đô thị hàng đầu, đem đến cho cư dân một cuộc sống mới, chuẩn 3 sao ngay giữa lòng thành phố. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, sầm uất bậc nhất khu vực. Khu đô thị Quảng Phú, Thanh Hóa không chỉ là sản phẩm sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư mà còn mở ra cơ hội kinh doanh sầm uất, thỏa mãn nhu cầu an cư chuẩn hiện đại cho mọi cư dân. Sunrise Residence, sống tinh hoa, kinh doanh thịnh vượng.